Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị, các bạn à, sinh viên ở trong à, trong cái talk show của mình về cái sản xuất tinh gọn, hệ thống sản xuất tinh gọn. À, thì như anh vũ anh vừa chia sẻ cho mọi người về hệ thống sản xuất. À, trước đó thì các anh chị khác chia sẻ về QA, QC, RA, RD, à, các cái phòng ban khác nhau. Thì cái xu hướng hiện tại của mình là cạnh tranh, áp lực cạnh tranh rất là lớn trong ngành dược. Thì làm thế nào để cho doanh nghiệp của mình có thể <laughs> vượt qua được áp lực cạnh tranh đó? À, thì cái câu hỏi à, để cho mọi người hình dung là để mà để mà có thể cạnh tranh đối với những công nghiệp khác, những cái doanh nghiệp khác thì mọi người cần phải có điểm khác biệt và điểm khác biệt nó đến à, nội tại nhất là từ nhà máy sản xuất. Ha. Thì một trong những cái hệ thống sản xuất mà mọi người nghe rất là nhiều đó là lean, ha, lean manufacturing, ha. lean manufacturing là cái thuật ngữ về tiếng Anh còn cái việc của mình là tinh gọn. Thì cái cái thay mà hồi nãy bạn Quân và bạn vừa chia sẻ mà hơi khó đọc đó, đó là original excellence thì đó là cái tên mới nhất của hệ thống tinh gọn ha. Giống như mình nghe là ngành công nghiệp 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 thì linh của mình cũng có linh 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ha. Thì linh 4.0 cái tên gọi của nó là Operational Excellence. thì trong phần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người tổng quan về về linh là gì ha. hệ thống sản xuất tinh gọn là gì, tại sao mình cần phải tinh gọn và cái giá trị gì mình có thể mang lại cho khách hàng ha. để mình tối ưu hóa về cái giá trị của doanh nghiệp ha. Cái phần thứ hai mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái hệ thống tinh gọn trong nhà máy. À, mục tiêu của tinh gọn là gì à, và cái hệ thống sản xuất tinh gọn nó sẽ mang lại những cái giá trị những cái lợi ích gì cho do, cho doanh nghiệp cho cá nhân từng cái phòng ban đã doanh nghiệp và phần cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ cho mọi người về các cái loại lãng phí à, và cách mọi người nhận diện được các cái loại lãng phí trong doanh nghiệp à thì à, hy vọng là sau cái phần giới thiệu này thì mọi người sẽ hình dung có một cái nhìn tổng quát hơn về hệ thống sản xuất tinh gọn à. ok cái đầu tiên là lean ha, lean thì mọi người nghe rất là nhiều ha lean ha. ngày xưa là mình nghe là lean manufacturing, lean production a à, thì bây giờ mọi người nghe cái thuật ngữ này nó nhân rộng rất nó nhiều ví dụ như là lean hospital, lean banking ha, lean Logistics. Lean của mình là một cái thuật ngữ a à, nó được có thể được hiểu một cách ngắn gọn là tinh gọn. A à, tinh gọn là chỉ những thứ cần thiết cho hệ thống sản xuất cho hệ thống vận hành của doanh nghiệp. Nó không có dư thừa, nó không có lãng phí a à, Và lean là một cái hệ thống nó kết nối tất cả các phòng ban, các cái yếu tố khác nhau trong doanh nghiệp thì nãy giờ mọi người nghe các anh chị khác giới thiệu về những cái thành phần những cái bộ phận khác nhau trong một doanh nghiệp dược à, thì linh là cái hệ thống nó kết nối những phòng ban này lại với nhau nó giúp cho những cái phòng ban này nó tăng cái giá trị gia tăng cho khách hàng à, thì giá trị là cái mà mình mang lại được cho khách hàng à, thì về ngoài về mặt công thức về mặt thời gian còn những cái giá trị khác ví dụ như là về mặt cái 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 giá trị thẳng dư mình tạo cho cho khách hàng à, thì linh không phải là một cái công cụ hay là một cái phương pháp cụ thể à, À, nó lin là một cái hệ thống, à, nó kết nối tất cả nhiều cái yếu tố lại với nhau tạo thành một cái hệ thống rất là lớn. Vậy thì trong linh này tất cả các thành tố nó đóng vai trò rất quan trọng ha. Chỉ có một bộ phận trong đây nó bị đứt gãy thì nó sẽ làm cho hệ thống của mình nó bị đứt đi ha. Và linh của mình là một cách thức về tư duy về cải tiến. À, thì mình thấy là cái áp lực cạnh tranh càng ngày càng lớn trong cái môi trường sản xuất doanh nghiệp dược ở Việt Nam của mình thì càng ngày càng nhiều đúng không? Số lượng công thức thì nó tương đối hạn chế mà doanh nghiệp thì nó càng càng nhiều. Thì mọi người làm thế nào để cho nó khác biệt nó tinh gọn để tăng cái giá trị gia tăng. À, và lin thì nó không có 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 tập trung vào một bất cứ một bộ phận nào mà nó là liên quan đến tất cả các cái chức năng các cái vai trò các cái bộ phận ở trong sản xuất chứ không chỉ riêng là là, là bộ phận sản xuất không thôi. À, nó sẽ liên quan tới cả anh đi đăng ký thuốc AI hay là cái bộ QA, QC. À, thì ngày xưa là là mình đã có thời gian mình ăn ngủ ở trong phòng lab QC của một tập đoàn dược là mấy tháng trời để để em ru về cái reset để giảm cái thời gian giảm các lãng phí à, thì đó là định nghĩa về lean khái niệm về lean và cái câu hỏi tiếp theo nó là tại sao mình cần phải tin gọn à, thì đây dưới đây là có một số câu nói rất là nổi tiếng mà mình rất là thích liên quan đến việc cải tiến à, thì mình thấy là thay đổi chính là hằng số duy nhất trong cuộc sống nên nếu thay đổi mà tại sao nó là hằng số à, bởi vì sao cái cuộc sống cái thế giới này nó luôn vận hành để nó tiến lên về phía trước à, thì mình nếu như mà mình không thấy người ta nói có một câu là gì thế giới thì nó luôn xoay à, nếu như mình đứng yên thì có nghĩa là mình đang thụt lùi à, à, mình muốn không thụt lùi thì mình phải bước tới à, thì mình thay đổi ha chưa và cái việc thay đổi là cần thiết trong bất cứ doanh nghiệp nào à, để doanh nghiệp nó tồn tại được à thì Tại thời điểm hiện tại mình có thể là top market leader nhưng mà trong tương lai thì cái những những gọi là new player những cái cái tài chơi mới nó tham gia vào trong thị trường nó sẽ tác động vào nó sẽ làm cho vị thế mất đi nếu như mình không cải tiến không cải thiện cái doanh nghiệp của mình thì rất là dễ để bị rớt xuống phía dưới ha. Và nếu như mà cái việc mà tồn tại nó không bắt buộc thì mình không cần phải thay đổi ha, yeah. Và cái việc mà doanh nghiệp của mình thích nghi với sự thay đổi tốt nhất thì nó sẽ mang lại giá trị cho mình cao nhất. Đây là những cái lý do mình cần phải tinh gọn. À, thì mình hình dung là một cái cánh cổng như thế này nè, để cho chiếc xe ô tô của mình nó đi lọt vào cánh cổng thì nó chỉ có một cái điều kiện duy nhất đó là gì? À, cái xe của ô tô của mình nó phải nhỏ hơn cái cánh cổng. À, thì hai cái cánh cổng này nó tượng trưng như các cái yêu cầu của thị trường, các yêu cầu của khách hàng. À, thì bây giờ mọi người cái xe của mọi người nếu nó to hơn thì không thể nào lọt được. À, thì mọi người cần phải tinh gọn, tinh gọn gì? Cắt gọt những cái phần dư thừa của cái xe, mình rút ngắn cái xe nó đi đi vào trong. À, next. Rồi, thì đây là một cái bức tranh mà mình muốn để cho mọi người hình dung. À, cái chủ đề thì về cải tiến ở trong nhà máy dược thì hiện tại là một chủ đề rất là hot. À, thì hiện tại thì mình đang làm một hai dự án, một dự án cho Bimifaco và một dự án cho Dometco À, yeah. thì mình thấy là à, để mà mình đi ha, thì đây là các cái doanh nghiệp dược người đang đẩy cái giá trị cho khách hàng ha thì những cái cục màu đỏ đỏ đây là những cái giá trị mình muốn mang đến cho khách hàng. À, ví dụ mình đẩy một cái khối vuông thì nó sẽ cái ma sát của mình nó sẽ lớn hơn và đẩy đi nó sẽ lâu hơn. À, thay vì vậy mình sẽ tinh gọn là cái hệ thống, cái quy trình sản xuất, cái quy trình vận hành của mình làm cho nó gọn gàng hơn, đẩy cho nó nhanh hơn. À, thì trong quá trình mình đang vận hành thì có những doanh nghiệp mới, những người tham gia mới trong cái ngành của mình thì người ta làm người ta làm những cái gì mà mình đang làm ít hơn họ cái họ làm nhiều hơn cái mình đang làm ít hơn và họ làm nhanh hơn tốt hơn để người ta đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn nice. à, thì đây là mọi người nhìn thấy cái bức tranh này là cái bức tranh mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị trong cái hội thảo này ha chưa yeah, thì chúng ta mang lại giá trị cho khách hàng và mang lại bằng cách nào à, thì người ta nói về giá trị giá trị là cái mà khách hàng người ta định nghĩa là cái người ta thu được từ sản phẩm từ dịch vụ của của các anh chị ha thì nói về cái giá trị thì để để cung cấp được cái giá trị ở mức tốt nhất, tối đa nhất cho các cái doanh nghiệp của mình thì mình cần phải tăng cái efficiency tức là tăng cái hiệu suất sản xuất, à, tăng cái hiệu suất kiểm nghiệm, tăng cái hiệu suất nghiên cứu, tăng cái hiệu suất đăng ký lên à, Đồng thời cái với việc cái tăng hiệu suất lên thì mình tăng cái mức độ chất lượng ha. Thì bây giờ thì như anh Châu có chia sẻ từ đầu đó là cái xu hướng của các doanh nghiệp dược là bây giờ đang À, đi theo cái định hướng là GMB EU ha, GMB EU để tăng cái mức độ kiểm soát chất lượng để đạt được cái mức độ cao hơn để cung ứng thị trường một cách tốt hơn. Thì mình thấy là song song với việc tăng cái hiệu suất và tăng chất lượng thì mình cần phải cắt cost tức là cách giảm chi phí để làm sao cho cái chi phí của mình nó nó xuống ở cái mức hợp lý nhất để khi mà mình tung ra thị trường thì mình có lợi thế cạnh tranh à, thì để làm được ba cái công việc này thì mọi người cần phải tinh gọn lại cái hệ thống à, và như lại thì mình chia sẻ với với tất cả mọi người trong uh, cái hội thảo này thì mình là người ngoại đạo, mình không phải là mình bắt ra mình không phải là ngành dược, nhưng mà mình là rất có cơ duyên với ngành dược, mình làm với ngành dược cũng khá là khá là lâu ha, à, mình làm cải tiến trong ngành dược ha. Yeah. Thì mình thấy là trong cái ngành dược của mình thì trở ngại về mặt reset nó rất là lớn ha à, và trở ngại về mặt các cái quy trình quy định regulation à GMP này kia các thứ đó là nó rất là lớn ha thì để tinh gọn được thì mọi người cần phải bắt tay lại để làm việc để mang lại cái giá trị tốt nhất cho khách hàng yes. à thì đây là tại sao những ngành quản lý tinh gọn nó lại phổ biến và nó càng ngày càng được nhiều doanh nghiệp dược người ta áp dụng ha <laughs> thì mình thấy là cái ngành dược là một trong những ngành mà nó nó khá là đặc thù thì thầy chị thì mình chia sẻ cho các anh chị là ngày xưa mà khi trước khi mình bắt tay vào bước vào ngành dược mình làm á thì mình nghĩ là ngành dược là ngành mà cái level automation nó phải cao lắm là theo cái tưởng tượng của mình đó là máy móc nó phải chạy liên tục liên tục liên tục nhưng mà khi mình bước vào trong ngành dược thì mình thấy là cái mức độ manual của mình nó còn khá là lớn và khi mà manual nó còn lớn trong hệ thống sản xuất thì nhiều lãng phí nó xuất hiện ha thì à, trong cái bối cảnh hiện tại của mình thì cái uh, về cái mặt bằng chung về ngành công nghiệp dược thì cái hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình nó thay đổi, à, nó định hướng hơn về theo cái gọi là xu hướng cá nhân hóa. Bây giờ người ta có tiền hơn ngày xưa, thì khi mà người ta có tiền thì người ta có quyền lựa chọn rất là nhiều thứ ha. À, hoặc là trong cái thị trường của mình xu hướng nó thay đổi này, về xu hướng về ngành công nghiệp dược, à, cũng như là về cái áp lực cạnh tranh đại trà. Đây là gì? Như là nãy mà mình có chia sẻ với mọi người là công thức thì có hạn đúng không công thức về thuốc thì có hạn nhưng mà số lượng doanh nghiệp tham gia vào sản xuất các công thức đó thì càng ngày càng nhiều vậy là bây giờ để bán được hàng thì cái gì là cái khác biệt ha? cái gì là cái khác biệt thì mình biết là để bán được hàng phải có điểm khác biệt khách hàng người ta phải nhận gì để điểm khác biệt đó người ta mới mua được ha? Yeah. còn nếu như mà mình chỉ nói về giá cạnh tranh về giá thì không bao giờ là là một cạnh tranh bền vững ha thì các cái vấn đề liên quan đến môi trường thì mình thấy là các cái doanh nghiệp dược thì người ta rất là quan trọng những cái yếu tố về môi trường, à. thì trong ngành công nghiệp dược thì rủi ro nó cũng tương đối lớn. Nếu như mà ai trong trong khán phòng này mà mà đã từng làm trong ngành dược, đã từng tham gia vào quá trình quản lý thì mình sẽ thấy là gì, cái rủi ro nó rất là cao về mặt sản phẩm này, về mặt cái thị trường. À. thì sáng một blend, chiều một blend là rất là bình thường đúng không nào? À. và trong ngành công nghiệp dược thì nó cũng có những cái cuộc cách mạng về mặt công nghệ à thì những cái công nghệ đó, à, những doanh nghiệp Việt Nam thì mình không có đủ sức để mình tiếp tiếp nhận những cái công nghệ mới tại thời điểm bắt đầu, à, thì những cái tập đoàn lớn người ta tham gia vào người ta đạt những cái thế cạnh tranh, à, thì đây là những cái lý do mình cần phải tinh gọn là hệ thống của mình để cho hệ thống của mình nó trở nên tốt hơn. Next à thì đó là phần số 2 đây phần số ba thì mình sẽ giới thiệu sơ cho cho các anh chị và các bạn trong khách phòng của mình về các cái loại lãng phí ha, thì trong bất cứ ngành công nghiệp nào ha, không không chỉ là ngành công nghiệp công nghiệp dược, ha, trong bất cứ ngành công nghiệp nào thì nó luôn tồn tại tám loại lãng phí ha, và tám loại lãng phí này người ta gọi là mưa đa mưa đa mưa đa là một từ tiếng nhật nghĩa của nó là, là lãng phí ha. thì tám uh, loại lãng phí này nó viết tắt theo chữ tim ha tim như mọi người thấy trên cái bức tranh ha thì có một anh uh, trên cái tay ảnh xăm chữ game ba game ba có nghĩa là soft floor có nghĩa là nhà máy có nghĩa là hiện trường à. thì uh, đi xuống hiện trường để mình thực hiện các cải tiến ha, thì cái cái túi đồ nghề trên tay của anh đó là lin ha đây là cái bộ công cụ phương pháp để mình giúp cho mình tối ưu hóa hệ thống sản xuất à. và lin của mình thì nó tập trung vào để giải quyết các lãng phí và mình biết là trong thực tế thì các cái lãng phí nó rất khó nhận diện à. trong thực tế nó rất là khó nhận diện à, À, bởi vì mỗi người làm việc mỗi phòng ban mỗi góc nhìn nó sẽ khác nhau hoặc là gì các cái lãng phí của mình thì không phải là nó nằm ra nó chỉ định ra cho mình nhìn để mình nhìn thấy được để mình nhận gì một cách dễ dàng ha thì tám là lãng phí này nó bao gồm ha t là viết tắt của chiếc transportation là liên quan đến vận chuyển vận chuyển đây là vận chuyển về nguyên vật liệu ha raw mạc bắt mạc trong nhà máy của mọi người ha raw mạc à, flow á có những nhà máy mà người ta xây dựng mà có flow thì mọi người sẽ thấy là gì nó đi một cái là nó tới luôn có những nhà máy mà người ta không xây dựng flow hoặc là flow nó không tốt à, ví dụ như mọi người làm uh, pha chế pha chế cốm xong ha renulation xong thì mọi người đem cái renulation đưa vào phòng bị trữ xong trữ đó sau vài vài ba tháng xong mới lại lôi ra đi đi dập viên Dập viên xong rồi làm cái công đoạn tiếp theo ha yeah. cái flow của mình nó quyết định rất là nhiều liên quan đến thời gian vận hành trong nhà máy ha thì transportation là về vận chuyển của máy móc À, về 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 xe nâng về máy móc thiết bị về nguyên vật liệu ha à, về bán thành phẩm à. ha yeah. thứ hai là inventory là tồn kho thì người ta gọi là tồn kho là mẹ của các loại lãng phí còn lại à, thì khi mà mọi người làm mà mọi người lưu kho thì mọi người bắt buộc phải gì phải kiểm tra à. thứ nhất là phải có chỗ để lưu kho này à. phải có chỗ để lưu kho phải có người canh giữ phải có hồ sơ lưu trữ phải có người kiểm tra và phải có người theo dõi ha à thì khi mà mọi người lưu kho nhiều quá thì tất cả những cái lãng phí khác nó sẽ sinh ra từ việc lưu kho người ta nói vui là nó là mẹ của các loại lãng phí còn lại yeah yeah motion là về việc di chuyển thì motion nó khác trên workstation ở chỗ là gì trên nó nói về những cái yếu tố mà không thuộc về con người à, không thuộc về con người tức là gì máy móc nguyên vật liệu tăng thành phẩm còn motion nó việc việc di chuyển của con người à, thì trong quá trình mình làm thì mình di chuyển chỗ này chỗ kia để lấy cái này lấy cái nọ ha yeah. thì việc di chuyển của mọi người trong ngày thì nó rất là nhiều đặc biệt ở trong phòng lát ha nhận gì được là trong quá trình mà làm mọi người di chuyển rất là nhiều và mọi người không nhận thức được cái việc di chuyển đó là lãng phí ví dụ như mọi người một ngày mọi người di chuyển hết hai tiếng đồng hồ nhưng mọi người không nhận diện được là việc di chuyển nó không tạo ra giá trị cho khách hàng di chuyển đó là yếu tố của con người di chuyển trong nhà máy quay waiting, waiting là chờ đợi ha chờ đợi thì chờ đợi không bao giờ là hạnh phúc đúng nè mình hay nghe là chờ đợi là hạnh phúc nhưng mà chờ đợi là không bao giờ mang lại hạnh phúc chờ đợi là chờ nguyên vật liệu ha chờ QA release ha chờ À, chờ máy sản xuất, chờ bảo trì sửa máy, vân vân. Đây là những cái lãng phí ở trong môi trường sản xuất dược. Ha. Overproduction, ha. overproduction là gì? Mình sản xuất thừa. Ha. Ví dụ như một số công đoạn ở trong nhà máy dược thì nó là bottleneck là nút thắt của chai. Ha. Ví dụ như công đoạn làm cốm nó làm cốn nó rất là nhiều nhưng mà cốm nó thì không dùng được, dùng liên tiếp được. Bởi vì cái lịch trình sản xuất trong ngành dược thì nó tương đối là đặc thù. Ví dụ sáng một blend, chiều một blend là chuyện bình thường. Ha. thì mọi người làm ra thì sản xuất thừa. Khi mà thừa rồi ha. thì sản xuất thừa của mình nó có hai dạng. À, dạng thứ nhất là sản xuất nhiều hơn so với nhu cầu Và dạng thứ hai là sản xuất sớm hơn so với nhu cầu À sớm hơn hoặc nhiều hơn Nó gọi là sản xuất thừa Thì khi mà sản xuất thừa nó ra đời Thì mọi người phải có lưu trữ, lưu kho à, Overrecessing à, over Thì ngành dược là vô cùng nhiều à, Overrecessing trong ngành dược nó rất là nhiều Overrecessing tiếng Việt cũng là thao tác thừa à, Và cái này thì trong ngành dược nó rất là nhiều Người ta hay gọi là over quality Over quality thì Over quality cũng là một dạng của overrecessing À tức là mọi người làm cái kiểm soát chất lượng nó quá so với cái mức quy định hoặc là mọi người đưa ra một quy trình nhưng mà người ta không làm theo quy trình đó thì người ta gọi là over assessing tức là mọi người viết ra một quy trình rất là đẹp rất là dài trăm trang ha GMP nhưng mà công nhân hoặc là những nhân viên bộ phận khác họ không làm à và defect là sai lỗi ha là những cái sai lỗi liên quan đến sản phẩm liên quan đến quy trình nó diễn ra trong nhà máy ha. và cái loại cuối cùng đó là skill tại sao là mình lại để màu xanh thì đây là một cái loại lãng phí mới skill nó liên quan đến mặt à, tận dụng cái năng lực của con người à, năng lực của con người tức là gì mình dùng đúng người đúng chỗ thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn, à, còn nếu như mình có một người rất là giỏi nhưng mà mình phân bổ công việc họ không phù hợp hoặc là họ không yêu thích à, thì nó sẽ không mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp à, thì đây là tám loại lãng phí, ha. next giúp mình à, thì à, có một cái câu chuyện mà à, không bao giờ có hồi kết à, mang tên là cải tiến, à, thì mình thấy là gọi là cải tiến liên tục đó mình hay nghe là Kaizen hoặc là CI ha, cải tiến liên tục ha, thì cải tiến liên tục là cốt lõi là căn bản của lean manufacturing ha. thì uh, trong bất cứ doanh nghiệp ha, trong cái hình này thì thì mình không thể di chuyển con chuột nên mình không thể cho mọi người thấy được ha thì đầu tiên là mình phải hiểu được mình đang ở đâu ha tức là muốn cải tiến được thì mình phải biết được mình đang ở đâu tức là mình phải xác định được cái baseline hiện tại mình đang ở đâu thì khi mình biết được mình đang ở đâu thì mới xác định được cái bước đi tiếp theo À, thì đi ví dụ như là muốn đi từ A đến B thì mọi người không thể nào nhảy một phát từ A đến B được, mọi người phải đi từng bước từng bước. À, thì mọi người thấy cái bậc thang của mình không? À, bậc thang của mình là mỗi lần mình đi lên được một bước, đi thẳng lên một bước thì mọi người phải đi ngang. À, thì khi đi thẳng lên người ta gọi là cải tiến, kaizen và đi ngang gọi là standardization, chuẩn hóa. À, tức là gì? Mọi người biến cái mọi người vừa cải tiến được trở thành một cái tiêu chuẩn mới. Cứ như vậy thì cứ mỗi lần mọi người đi lên, mọi người đi ngang, đi lên đi ngang, đi lên đi ngang thì nó sẽ thành cái hình bậc thang nhỏ nhỏ ha. Thì mọi người thấy có cái chữ là BDCA cái vòng tròn mà có bốn màu đó, BDCA và dưới cái BDCA nó có một cái miếng chêm á, giống như mọi người lăn một cái bánh xe lên trên dốc vậy nè. Một bánh xe tải mọi người lăn lên dốc à, thì lăn lên nó rất là khó đúng không? Mệt. Thì mệt thì mọi người có xu hướng là mọi người buông tay. Khi mọi người buông tay thì bánh xe nó sẽ lăn xuống lại. À, đó là lý do tại sao mọi người thấy là mọi người đi làm trong ngành dược mọi người thấy là gì? Cải tiến xong rồi nó trở lại ban đầu rồi cải tiến trở lại ban đầu, cải tiến trở lại ban đầu. Thì công nhân hoặc là các cái bộ phận khác người ta sẽ đánh giá là gì? À anh làm không có hiệu quả. Yeah, làm không hiệu quả và người ta không có willing linh để người ta làm với mình nữa ha, yeah. thì để mà giữ cho bánh xe nó không lăn được thì mình phải có cái miếng chia màu đen đen đó chỗ chuột của bằng quân đang để đó, à, đó chính là chuẩn hóa, à, mình duy trì cái mình đạt được để tiêu chuẩn sau khi này mình có sức mình lại đẩy nó lên tiếp, à. thì khi mình cải tiến từ bậc thang bậc thang mình thấy là bậc thang nó đi một giai đoạn rất là dài nè và không phải là bậc thang này nó kéo dài mãi mãi vô tận, tới một thời điểm nào đó thì mọi người cần phải có một cái cải tiến đột phá người ta gọi là innovation innovation à, thì ngày hôm qua mà khi câu hỏi trong cái list của các bạn nào đó có phần list câu hỏi về link một câu hỏi rất là hay Nên thì hy vọng chút xíu nữa mình có cái thời gian để mình trả lời câu hỏi đó cho các bạn nào mà nó đặt câu hỏi rất là hay đó là gì đó là cải tiến trong môi trường dược thì môi trường dược là quy trình đồ này kia là đã được đăng ký với cục dược rồi tức là nó fix hết rồi thì bây giờ cải tiến là cải tiến cái gì cải tiến packaging không hay là cải tiến cái gì một câu hỏi rất là hay ha thì sau khi mình cải tiến liên tục được một giai đoạn thì mình cần phải có cải tiến đột phá gọi là break even innovation ha nó là liên quan đến 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 đổi mới à, thì sau khi mình cải tiến lên được một phần thì nó sẽ rơi xuống một khúc bởi vì khi mình cải tiến lên và đưa vào sản xuất thì nó không thể nó đã đạt được một mức 100% nó sẽ rơi xuống và sau đó nó là stable mình là đi theo bậc thang bậc thang ha à, thì cái quy trình của mình nó sẽ đi đi dần dần như vậy ha à, đi từ cái nơi của mình đang ở đến nơi mình đang đến thì nó sẽ có một hành trình rất là dài ha à, và để làm được cái việc này thì người ta có một cái hệ thống gọi là hệ thống lin ha. Thì lin nó không phải là một dự án mà lin là một cái cách thức tư duy. Tư duy là làm sao để mình cải tiến liên tục. Cải tiến liên tục là thay đổi một cái gì đó cho nó trở nên tốt hơn ha. Thay đổi nên một chút trở nên tốt hơn và một cái tư duy của cải tiến trong nhà máy dược là gì? Chỉ có cái tốt hơn, không có cái tốt nhất ha. Nhớ ha. À, thì đây là một vài cái kết quả mà trong ngành dược mình đã làm ha. Thì như chia sẻ với các anh chị các bạn á thì mình không phải là dân dược nhưng mà mình có rất nhiều cơ hội làm ngành dược. À, thì sau phi à, thì trong sau phi mình à, triển khai cái hệ thống link hệ thống tinh gọn và công cụ smart công cụ smart là công cụ chuyển đổi lô nhanh à, trong ngành dược mình gọi là channel over thì nó tác động rất nhiều đến thời gian sản xuất. À, thì thường over trong một nhà máy dược thì thì mình thấy là thời gian nó rất là dài. À, thì khi mà áp dụng smart à, smart là chuyển đổi nhanh à, công cụ chuyển đổi nhanh thì nó tăng chỉ số oe của máy mình từ 56% lên 71%. À, ai mà làm ngành dược lâu thì mình sẽ nghe những cái thuật ngữ như là top đi top uh, top Q ha top quạt thai hay là top design ha yeah. thì lên 71 phần trăm đã lên tới top đi ha top design ha và giảm thời gian gian trên over xuống từ 6 giờ xuống còn 3,6 giờ trên over time ha? à. À. Xong, xong với đó thì mình làm triển khai Bull flow và VSM giảm BCT BCT là plan cycle time á. Là thời gian từ lúc mà nhận nguyên liệu cho đến lúc mà QA release nhập kho À, thì mình giảm rất là lớn. Mình thấy cái thời gian là giảm từ 16 ngày xuống còn 9 ngày. Một số, một cái con số rất là đáng kể trong nhà máy Từ lúc mà nhận sản phẩm, nhận nguyên liệu cho đến lúc mà QA release nhập kho Thì mình giảm à, được 7 ngày ha, à, 7 ngày. À, Abot ha, thì triển khai một số cái chương trình như là A3, Cảm ha. Một số chương trình nó tương tự ha. Wiser phật Ma thì mình làm một cái dự án liên quan đến xây dựng nhà máy dược ở khu công nghệ cao láng Hòa Lạc Hà Nội cái giá này thì giá mình làm làm 2016 Đấy là nhà Pfizer phật ma nó liên doanh với một công ty việt nam nó thành lập nhà máy kháng sinh ở khu công nghệ cao láng hòa lạc và sau này thì nó mở thêm một cái nhà máy nhỏ ở thái bình ha thì nhà máy nhỏ ở thái bình nó đặt tên là Indofarm. còn nhà máy ở ngoài láng hòa lạc thì nó để Pfizer ha Pfizer nhà đây là một doanh nghiệp đức thì mình xây dựng ngay từ đầu và cái trường hợp cuối cùng đó là Vinfa À, thì Vinfa là cái câu chuyện thì thầy thì mình sẽ kể cho các anh chị nghe thì Vinfa cái người mà thành lập Vinfa là một người cũ của Trafaco thì có một chị uh, của Trafaco chị, chị ra chị thành lập công ty Vinfa ha, Vinfa thì, thì Vinfa lúc đầu là nó tập trung sản xuất các cái dược liệu mà nó liên quan đến cái nguồn gốc mà tự nhiên các gọi là thảo dược ở Việt Nam ha, thì sau khi mà nó làm thành công thì nó được tập đoàn VinGroup mua lại ha, thì Vinfa là bây giờ nó thuộc uh, VinGroup thì trong cái thời gian này thì mình làm dự án thì chủ yếu là cải tiến cho cái phòng phòng, 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 phòng lab thôi. Tức là nó có cái quy trình gọi là NBI, New Product uh, Introduction á. Uh, thì giảm cái thời gian để áp dụng cái hệ thống tinh gòn để giảm cái thời gian giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Uh, thì giảm từ cái uh, cái 8 tháng xuống còn 5 tháng để rút ngắn cái thời gian giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Uh, thì cái dự án này thì, thì mình cũng làm tương đối là lâu. Uh, thì đây là một số những cái case study, những cái mà cái kết quả mình đạt được sau khi mình áp dụng về hệ thống tinh gọn đến trong ngành dược thì uh, thời gian thì không có nhiều mình chia sẻ như vậy thôi ha thì nếu như mà ai có hứng thú liên quan đến tinh gọn trong ngành dược thì mình có thể uh, contact với sen phật ma và sau đó thì mình sẽ tổ chức các cái uh, các cái các cái discussion các cái buổi hội thảo nhỏ nhỏ để mình uh, tìm ra các cái giải pháp tương ứng